Hello, của anh cũng đến channel của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu những thằng chuyên lừa đảo và những người uy tín, được chưa? Hôm nay mình sẽ giới thiệu thằng lừa đảo trước đầu tiên được nha. Rồi đây, đây là một thằng lừa đảo nha. Lúc kia kênh của mình là mình đây kênh mình mới lập mà anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nhiều nhá. Đây cái thằng chuyên lừa đảo nhá. Đây một thằng, đây thằng lừa đảo nha anh em. Thằng thứ hai đâu nhỉ? Đâu rồi? Đâu ấy nhỉ? Trường tí nào? Một đâu rồi? Từ cho mình tí. Ở đây anh. Đây cái thằng này này, đây anh em nhá. Đây thằng lừa đảo nhá. Đấy. Đấy. Nó đăng rất nhiều ảnh nhá, anh em cũng phải cẩn thận một chút. Rồi đấy, cái thằng lừa đảo đây anh em nhé, đang còn rất nhiều nhưng mà mình hôm bữa mình cũng xóa gần hết rồi. Rồi bây giờ là những người uy tín à, này những người uy tín là Nguyễn Khắc Dương của CV6 này anh em nhá. Đây hiểu không anh em, đây là người uy tín nhất ở CV6. Đây là Mr. Ken, uy tín nhất server 3, server 4. Đây uy tín nhất là server 2. Đây là anh Viêm Chú Sa, là uy tín nhất 7 server luôn. Đây nữa, anh này cũng uy tín này. Đấy, anh này cũng uy tín rồi nhá anh em. Anh em nhé, anh này cũng uy tín này, anh này cũng thế nha anh em. Đây anh này cũng uy tín này. Đấy, đây là Mr. Ken tiếp nè. Đây uy tín nè, anh này cũng uy tín này, anh này cũng uy tín này. Bán anh này chỉ bán vàng miếng ngọc thôi. Anh này cũng uy tín, server 3 làm thử đội sát thủ như vũ gen. Anh này thì nhận úp ấy rồi, không nói. Còn anh này là uy tín, làm nhiệm vụ ấy, thử đội sát thủ mấy nhiệm vụ kia. Và anh này cũng uy tín. Thôi, hết rồi. Chào biệt anh em. Mong anh em xem clip vui vẻ. Và hẹn gặp lại clip sau. Bye.